Cô gái này là nữ đầu bếp số 1 Nhật Bản, nàng ta chuyên nấu những món ăn bổ thận tráng dương siêu đỉnh cao, chỉ cần người qua đã khiến các thực khách hào hứng hết cả lên, tới cả nàng kỹ nữ đẹp nhất vùng cũng phải u mê trước món ăn của cô ấy. Ấy vậy mà chỉ qua một đêm từ đỉnh cao danh vọng, nàng ta đã mất hết tất cả, nhà hàng thì bị cháy rụi, còn bí quyết nấu ăn thì bị người khác cướp mất. Liệu sau cùng cô gái ấy có vực dậy được hay không, hay là sẽ từ bỏ buông xuôi tất cả? Sách dạy nấu ăn của Mio được xây dựng trong bối cảnh Nhật Bản 200 năm về trước. Phim kể về hai cô bạn thân là Mio và Noe. Cả hai đều mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa nhưng lúc nào cũng vui tươi và đùa chạy khắp nơi. Bất kể khi nào người kia phạm lỗi gì thì người còn lại không ngần ngại cùng chịu theo, đi đâu họ cũng có nhau. Khi cả hai đang vào một ngôi nhà ăn mì thì bắt gặp một thầy xem tướng nổi tiếng. Vừa thấy Noe, ông ta vô cùng ngạc nhiên vì khuôn mặt khả ái, cùng những đường chỉ tay này đây, chính xác là mệnh mặt trời mọc. Làm việc gì thì cũng đều gặp may mắn và sau này sẽ giàu sang sung sướng. Nghe đến đó, tất cả mọi người đều hò reo vây lấy cô bé. Còn Mio bên này, khi người thầy cầm tay lên, ông phán mệnh con là bầu trời xanh, đời con sẽ phải chịu nhiều đau khổ cùng cực, nhưng chỉ cần con cố gắng vươn lên, vượt qua đám mây tăm tối thì bầu trời xanh của mình mới hiện ra. Nghe thầy nói như thế, hai đứa trẻ nửa hiểu nửa không mà bày tỏ rằng mình rất thích mệnh của đối phương, cùng với đó chúng còn trao nhau vật đính ước cho tình bạn đẹp này và hứa sẽ mãi không rời xa nhau. Nhưng thực tế phũ phàng, trong một đêm mưa to gió lớn, nước biển không ngừng dâng cao cứ như đại hồng thủy mà tiến vào Osaka, nó làm cho các thôn trấn đều chìm trong biển nước. Sau khi cơn lũ kinh hoàng đi qua, tất cả những thứ còn lại chỉ là đống hoang tàn, Mio và Neo cũng lạc nhau từ đó. Đã mấy ngày Mio không có gì bỏ bụng, cơn đói cùng với mùi thức ăn thơm ngào ngạt đã quyến rũ cô bé đưa tay ra lấy cắp một ít, nhưng không may đã bị chủ tiệm bắt được rồi bị đánh đập không ngừng. May mắn thay Mr. Phu Nhân đã giúp đỡ kịp lúc, thấy cô không nơi để về nên bà đã cưu mang và nuôi lớn Mio, còn cô bé Me lại bị một người đàn ông tham lam khi nghe mệnh của cô mà đem bán cho một kỹ viện. 10 năm đã trôi qua kể từ cái ngày định mệnh đó, Mio được nuôi dưỡng trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, cô hiện đang phụ bếp giúp cho một ông chủ quán ăn nổi tiếng vùng Edo. Tuy xinh đẹp và dịu hiền nhưng những món cô nấu ra lại khác biệt, nó làm cho khách đến ăn từng người một bỏ về, chẳng hạn như món hàu nấu cùng súp miso hôm nay cô phục vụ vậy, cùng với đó là những lời nhận xét về món ăn không mấy tốt đẹp của khách hàng cũng khiến Mio suy nghĩ. Lo lắng về chuyện danh tiếng chủ quán sẽ bị mình làm hỏng, cùng với ám ảnh về mưa sấm khiến cô vô cùng sợ hãi mà không ngủ được, khó khăn trong việc kết hợp hương vị ẩm thực giữa hai vùng Osaka và Edo đã tạo ra cô, từ một người từ nhỏ đã có thiên phú trong ẩm thực lại không khỏi gặp trắc trở. Vì thất bại nhưng Mio không từ bỏ, cô quyết định nấu món hàu sốt gừng kiểu Osaka, lần này đánh giá có vẻ không còn tệ hại như lần trước nữa, và anh chàng kia tối muộn cũng lại đến thưởng thức nhưng đáp lại sự chờ đợi những bình luận về món ăn của cô, anh chỉ nói đơn giản hai từ thú vị. Vậy rồi điều đó có nghĩa là gì chứ hả? Khiến cô càng thêm suy tư, bỗng một hôm không may bà Miss Sư lâm bệnh, cũng hên nhờ có cậu bác sĩ ghen sai du học phương xa về đến xem giúp làm Mio bớt lo lắng phần nào. Để cảm ơn bác sĩ và cũng như đáp lại chiếc bụng đang không ngừng réo gọi của cậu ta, cô phải tốn một phần cơm nhưng cũng nhờ thế lại học được một câu nói vô cùng ý nghĩa, rằng thức ăn nuôi dưỡng chúng ta như thiên đường. Nghe xong Mio không ngừng lặp lại câu nói đó, hàng ngày cô lúc nào cũng cầm theo quyển sổ ghi chép trên tay, ghi bất kể những thứ gì nhỏ nhất cô học được từ ông lão chủ quán cũng đều được ghi cẩn thận. Nhờ vào sự góp ý của ông lão mà món ăn hôm nay cô làm ra được khách hàng hết sức khen ngợi và không ngừng gọi thêm. Một điều đặc biệt hơn rằng dù cho có tối muộn như nào, khi sắp đóng cửa tiệm thì anh chàng samurai vẫn luôn ghé đến để thưởng thức món ăn. Anh ăn vào một cách từ tốn và nhẹ nhàng cảm nhận hương vị, sau đó lại hỏi ngược lại cô là có thích nó không. Cô đáp dù phản hồi của mọi người rất thích nhưng với đam mê của mình, cô muốn làm một cái gì đó nhiều hơn thế này. Đến đây anh nói thẳng ra là cách nấu ăn của cô không có nền tảng. Câu nói như thế đối với một người thích nấu ăn như Mio rất tức giận và trằn trọc không ngừng. Như thói quen mỗi sáng cô đều ra đền thờ nhỏ của vị thần cáo mà cúng bái. Ngôi đền lâu năm đã gần như bị quên lãng và chẳng còn ai đến. Bỗng bắt gặp bác sĩ Gen Sai tại đây, anh mời cô đi xem lễ hội cùng mình. Trên đài biểu diễn, các cô vũ công đều mang một mặt nạ cáo, nó là biểu tượng của lễ hội. Khi chiếc mặt nạ được hạ xuống thì ẩn bên trong là những cô gái hết sức xinh đẹp, họ cũng vô cùng nổi tiếng. Họ là những cô gái điếm cao cấp thời Edo này, những người rất được tôn trọng và dù bạn có là những vị samurai chức trách cao như nào cũng khó mà có thể gặp được. Ai ai cũng tò mò xem phía sau chiếc mặt nạ của cô vũ công chính, với khả năng nhào lộn tuyệt mỹ như thế này là khuôn mặt như nào. Đám đông không ngừng hô hào chỉ để mong một lần được thấy khuôn mặt của cô gái đẹp nhất và tài nghệ nhất, nhưng không dễ dàng gì vì cô ta được mệnh danh như là một bóng ma. Hầu như chẳng ai thấy được khuôn mặt ấy, ngồi ăn món mì soba như món thạch rau câu trong lễ hội làm cô không khỏi nhớ đến cô bạn me của mình, mong rằng cậu ấy sẽ mọc lên như mặt trời. Với sự cần cù và lòng nhiệt thành của mình, Mio đã được ông chủ nhận làm học trò để truyền lại kỹ năng nấu ăn. Ông mong cô có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực. Tuy nhiên với những gì bản thân có hiện tại, cô biết mình còn yếu kém nhiều thứ nên chẳng dám đứng ra quản lý nhà hàng.
Sáng nay ra đền người cô gặp ấy, vậy lại là anh chàng hay đến quán cô ăn vào mỗi đêm. Anh ta nói cô chính là cô dâu của Cáo, vì truyền thuyết kể rằng khi có mưa rào đó chính là đám cưới Cáo, và không những thế còn khuyên cô nếu bản thân đang trong sương mù thì nên hướng về con đường phía trước. Bà Mít Sư để giúp cô theo đuổi con đường ẩm thực mà đã đem chiếc châm kỷ vật của mình đi bán, cũng chỉ để cho cô mua được mảnh cá ngừ tốt nhất, để nấu ra được nước mì soba ngon nhất. Sau cùng cô đã quyết tâm thử thách bản thân mà đồng ý tiếp quản lại quán ăn của ông lão. Ngày đêm không ngừng làm rồi nếm và rồi lại làm, trải qua không biết bao lâu cuối cùng cô đã có thể làm ra được thứ nước súp ngon tuyệt vời. Nó vừa mang hơi thở của Osaka vừa mang hơi thở Edo ngon mà lạ. Cùng với đó, sự kết hợp giữa trứng và sữa đã làm nên món trứng sữa chậm, món ăn tạo nên hiệu ứng vô cùng bất ngờ. Khách đến xếp hàng dài đợi vì chẳng còn chỗ ngồi. Nhờ đó quán ăn của cô cũng trở thành nhà hàng xếp hạng thứ hai cả nước, khiến họ vui mừng khôn xiết. Ngày sau bỗng cô nghe được có một nhà hàng cũng cho ra món trứng sữa chậm giống như của mình, nhưng họ lại lấy giá cao gấp đôi và còn cho thêm bào ngư xa xỉ vào. Khách hàng hầu như đã kéo hết sang bên đấy vì họ vừa có thể thưởng thức món ngon, vừa có thể thỏa đam mê chứng minh bản thân mình là người cao quý. Đến cả lãnh chúa của vùng cũng đến, thấy vậy Mio và Mitsu cũng đến để nếm thử món ăn thì thấy rằng hương vị của chúng giống như món ăn của quán họ. Đúng là có kẻ đã ăn cắp công thức mà, nhưng chẳng có bằng chứng cáo buộc gã ta nên đành bất lực bỏ về. Người trẻ không ngừng nỗ lực đi lên, trên con đường của mình cô may mắn tìm được những người bạn giúp đỡ. Họ còn truyền cho cô công thức nấu sốt mirin lâu đời. Nhưng mọi nỗ lực đã bị mất hết chỉ trong một đêm. Cô phải bất lực nhìn quán ăn của mình và người thầy không ngừng cháy rụi. Ai đó đã cố tình hãm hại họ đây mà. Không còn tí sức sống nào, hết khó khăn này đến khó khăn khác không ngừng đến với Mio. Trong lúc như thế cô nhớ lại lời mà người thầy bói đã nói với mình. Bản thân con sẽ đau khổ không chịu đựng nổi. Chỉ cần cố gắng kiên trì sẽ tìm được bầu trời xanh. Bên này trong kỹ viện có một cô gái không ngừng nếm mọi món ăn của quán Mio. Cô ta vô cùng xinh đẹp và đó cũng chính là cô nàng kỹ nữ đệ nhất kia. Cô rất thích rồi vui vẻ thưởng thức món trứng sữa chậm vì nó giúp cô gợi nhớ lại cái hương vị quê nhà. Khi được biết người nữ đầu bếp đã nấu ra món ăn này cũng ở Osaka, tuổi thơ của đầu bếp ấy cũng rất giống người bạn cũ lúc nhỏ chẳng thể quên được của mình, khiến cô ta vô cùng bất ngờ. Sau đó cô nhờ người ấy nấu cho một bữa ăn mà phần thưởng bên trong vô cùng lớn, đó là nguyên mảnh vàng to cùng với đó còn có lời nhắn gửi đến, chính là dấu hiệu để họ nhận ra nhau. Biết tin Mio mong muốn tìm đến Noe, nhưng với công việc và vị trí của một cô gái điếm cấp cao như thế này thì đó là điều không thể. Dù rằng Noe có được tất cả tiền bạc danh lợi như người thầy bói nói, cơ mà dường như cô chẳng có lấy được sự tự do. Sau khi biết tin về người bạn của mình vẫn còn sống, Mio cũng đã có thêm động lực và cô đã dựng lại quán ăn ngay tại vị trí cũ. Không gian quán cũng khang trang rộng rãi hơn trước rất nhiều, khách đến cũng đông hơn hẳn trước kia. Món ăn ngày càng phong phú đa dạng dưới bàn tay của Mio như hôm nay là món thuyền hàu chiên. Anh chàng samurai đó một lần nữa lại đến và lần này là câu nói tốt không thể tả, khiến cô vô cùng hạnh phúc vì năng lực của mình đã được công nhận. Quán ăn Mio trở thành địa điểm thường xuyên lui đến của mọi người để thưởng thức ẩm thực. Còn Noe không may mắn như vậy, cô bị những kẻ điên cuồng bám theo và làm bị thương. Hôm nay người phụ cận của Noe tìm đến mong Mio có thể làm món ăn từ quất đỏ, biết được bạn gặp chuyện vì đó là món từ khi còn nhỏ, và chỉ khi Noe ốm thì cô mới ăn thôi. Nói đến đây, ngay khi bị lạc, Noe đã bị đưa vào khách điếm vì bỏ chạy mà gặp người quản lý như bây giờ. Anh ta đã cho cô bé ăn một chén canh đậu phụ, món ăn đó như cứu rỗi cô ở nơi địa ngục này, cũng chính nhờ Noe mà mạng anh ta mới còn. Nên luôn thề một lòng sẽ theo chăm sóc cô đến cuối đời, biết được cô bạn mình như thế, Mio quyết mang theo bác sĩ và người quản lý tìm đến thăm cô nhưng họ chỉ có thể nhìn thấy nhau từ xa, trên cửa sổ Noe lặng lặng nhìn ra và làm ám hiệu từ nhỏ của cả hai. Dưới phút số cánh hoa đào rơi, hai người âm thầm rơi nước mắt vì ngày gặp lại này, đó là những giọt nước mắt vỡ òa vui sướng, cũng là những giọt nước mắt buồn tủi. Gần đây khi hay rằng Noe đang bị đám nhà văn bám đuôi, Mio đã vô cùng lo lắng vì cô mong rằng người bạn sẽ được sống hạnh phúc, chứ không như cái tên quyển sách cô kỹ nữ ma mà gã định viết. Nhờ món ngọc rùa là sự kết hợp giữa lòng đỏ trứng cùng với tương miso đã làm gã ngạc nhiên, gã đành đáp ứng điều kiện đã hứa với cô là đưa quyển sách đó cho mình và ngừng làm phiền Noe. Gã nói việc bảo một nhà văn ngừng viết thì trừ khi cô hãy cho ta một câu chuyện thú vị hơn, như một đầu bếp nữ Edo đã vươn mình lên, thông qua việc nấu ăn mà chuộc được một cô gái điếm chẳng hạn, ta sẽ chỉ đưa cuốn sách này trừ khi cô giúp được bạn mình và ta thấy được hai người ở cạnh nhau. Cùng lúc đó anh chàng ấy đến cũng đã nghe được câu chuyện của cô và nói, nếu như Mio vượt qua được rồi đưa nhà hàng lên đứng đầu trở thành đầu bếp Nhật Hoàng thì giấc mơ đó có thể thành hiện thực. Mio có thêm động lực nở một nụ cười tươi và cô tự hứa sẽ cố gắng không sụp đổ. Cô vững bước tiến lên phía trước để cứu bạn ra khỏi nơi địa ngục đó. Đã qua 2 năm rồi lần này cũng lại đến lễ hội thần cáo. Cả hai người bạn đã gặp được nhau, lần này không còn lén lút bên khung cửa sổ nữa. Tuy vẫn chưa thể mang Noe ra, nhưng họ hứa một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau ở chiếc cầu khi bé từng hẹn ước. Lúc đó chúng ta sẽ tự do. Như lời ông thầy bói đã nói,
ta hãy sống một cuộc đời như nữ chính, tuy có khó khăn gian khổ nhưng sau cơn giông gió thì bầu trời xanh sẽ lại hiện ra. Đời có cho ta cục đá đi chăng nữa, biết đâu trong đấy lại là vàng hay đá quý thì sao?